Đấu trường ẩm thực khi có sự xuất hiện của MC, diễn viên Lê Nguyên Bảo với vai trò đầu bếp. Liệu đây có phải là thử thách đặc biệt mà ca sĩ Nam Cường và nghệ sĩ Phạm Huyền Trâm phải trải qua? Ủa? Những tình huống khó đỡ. Cố lên. Đây ngạc nhiên và hài hước. Chị làm mà hơi nhão rồi. Hồi nãy là chị đặt đó, tự nhiên đổ nước vô thành ra nó nhão. Ôi. Thắng thua có quan trọng. Bây giờ em mời mọi người thưởng thức ạ. Nó dính mở miệng không được luôn. Đấu trường ẩm thực được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022 trên kênh VTV9.